Chào mừng anh chị, cô chú và các bạn đến với kênh nhà đất Quyền Trang Thái nha Hôm nay Quyền Trang sẽ giới thiệu cho anh chị một căn nhà vườn với diện tích là 1.000m2 Có 116m2 thổ cư, có nhà, có vườn, cây ăn trái sẵn luôn nha Mặt tiền lậu nhựa luôn, gần thành phố Mỹ Tho mà giá chỉ có 2 tỷ 650 thôi Thì Quyền Trang sẽ giới thiệu cho anh chị mình xem Hãy cùng Quyền Trang đón xem coi căn nhà vườn này như thế nào nha Trước tiên Quyền Trang đang ở xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang À, đất của mình sẽ nằm trên một con đường lậu nhựa 5 m nha và đường này á, thì quyền trang thấy là anh chị đi xe ô tô 7 chỗ hay là 16 chỗ vẫn được nói chung là đường thì khá là rộng luôn vị trí của mình là giáp ranh với thành phố mỹ tho nha anh chị à, từ ở đây á, anh chị đi ra khoảng tầm chừng 3 cây số thôi là mình sẽ tới đường cầu à, mình đi ba cây số là mình đi đường vòng nha anh chị chứ mà anh chị đi đường thông á là mình đi chỉ có khoảng tầm chừng hai cây hay là cây rưỡi thôi là mình sẽ tới cái đường à, tỉnh lộ 870 là cái đường đang làm cầu đập miễu 2 nó mở tới 6 làng xe luôn nha cực kỳ rộng luôn và ở ngay đó là cũng giáp ranh với thành phố mỹ tho ha đó thì đường xá là ngon lành nha anh chị thật ra thì ở đây nè có hai căn nhà vườn đang bán Ờ... À, cái căn này cũng đang bán nè anh chị đây cái căn này nè căn này là đang cũng đang bán luôn à, căn này á là diện tích là một m mét vuông có 300 trăm mét vuông thổ cư có một căn nhà ha thì căn này là đã được xây tường rào đẹp hơn nè thì căn này là chủ đang kêu với giá là 4 tỷ sáu nha anh chị à, thì đây Căn này thì hôm nay Quyền Trang không có hỏi chìa khóa để mà vô quay cho anh chị xem à, Hồi nãy em cho anh chị coi sơ qua cái nè Nếu mà anh chị nào thích đó, thì anh chị có thể liên hệ Quyền Trang để mà về xem ha Đó anh chị xem đây thì thì cái căn này là diện tích là khoảng 1.000 mét vuông có 300 mét vuông thổ cư giá là 4 tỷ 6, 6 nha anh chị À, và cái căn hàng sớm của mình thì căn hàng sớm của mình là đang đang cần bán gấp lắm luôn á anh chị Và chủ đang kêu có 2 tỷ 7 thôi À nay giảm xuống còn là giảm xuống 50 triệu là còn có 2 tỷ 6 50 thôi Cho nên là Quyền Trang quay căn này trước cho anh chị nha Tại vì em thấy căn này là thơm với nó cũng giá cũng ok đó anh chị à, Thì anh chị xem nè à, Đường xá thì ngon lành ha Nhà của mình đó thì là em thấy có hai mặt tiền đường nha à, Nhà của mình là em thấy có hai mặt tiền đường đây có một cái mặt tiền đường bên hông nữa nè anh chị Anh chị xem Đấy thì mặt tiền theo con đường lậu nhựa Đất của mình là khoảng 1 000 m vuông nha Mặt tiền theo đường lậu nhựa là 17 m sáu Mình sẽ tính từ ở bên này nè anh chị Đi ngang qua tới cái hàng rào Nói chung là cái hàng rào cũ ở đây nè Thì bề ngang á là 17 m sáu Chạy dài xuống là 61 m Đất của mình sẽ teo hậu nhẹ nha Thì từ ở đây anh chị chạy dài xuống là 61 m Đất của mình thì hậu còn là khoảng 16 m sáu nha anh chị bị teo hậu một mét ha, đây, nhưng mà à, quỳnh trang thấy là tại vì tại vì ở bên hông mình nó có một cái con đường bên hông á, cho nên là nó mới teo hậu thôi chứ à, À, mình vậy là mình, mình, có hai mặt tiền đường hai mặt tiền đường thì nó không teo hậu hay anh chị còn nếu như mà mình chỉ lấy một mặt tiền theo đường lộ nhựa thì nó mới teo hậu nhưng mà quyền trang thấy vậy nè anh chị ví dụ như là chiều dài bề ngang của mình là 17 bảy sáu nha anh chị chạy dài xuống 61 mươi m thì nếu như mà anh chị lấy chiều dài khoảng tầm chừng 56 mươi m thôi là đất của mình nó sẽ còn nở hậu nữa nha thì một lát có quyền trang sẽ mở sổ ra cho anh chị xem em nói tiếng lấy cái sổ cho chị coi với thì bây giờ quyền trang sẽ quay nguyên một vòng quanh căn nhà cho anh chị mình xem thử ha đó nhà mình á thì có nhà sẵn nè kiên cố nè giấy tờ sổ hồng đầy đủ luôn ra công chứng lúc nào cũng được hết à em cho anh chị xem cái sổ trước nè nó hơi bị mờ nha ở đây tối quá có mở sáng hơn được không tiến à nó nó hơi bị chá nắng ha anh chị có gì quyền trang làm cái cuốn sổ lên cho anh chị xem thì anh chị thấy nè cái con mặt tiền kênh lậu nhựa của mình nè bề ngang của mình là khoảng 17 bảy m sáu hậu của mình là khoảng 16 sáu m sáu nha thì nói chung là cái mà khoảng 5 m cuối cùng này nè nó mới tớp hậu nhẹ một m thôi chứ mà anh chị lấy chiều dài khoảng 56 mươi sáu m là đất mình sẽ nở hậu luôn ha đó thì anh chị xem nè À, mình mình bỏ khoảng 5 mét ở ngoài sau thì đất mình nó nó nở hậu rồi cũng ngon ha anh chị rồi thì anh chị xem nè nhà mình có một căn nhà rất là khang trang nha quyền trang sẽ đi vô quay bên trong cho anh chị xem rồi ở ngoài sau là một vườn cây ăn trái ha đó bây giờ mình nhờ vô nhà mình tham quan trước nha quyền trang sẽ mở góc rộng cho anh chị mình xem hết nguyên cái căn nhà đây đó anh chị xem Nhà mình là có thổ cư sẵn luôn nha Nhà thì có khoảng 116 mét vuông thổ cư nha anh chị Có giấy tờ sổ hồng đầy đủ Ra công chứng lúc nào cũng được hết luôn Thì mình sẽ có một cái khu vực phòng khách nè Đó Nói chung là nhà la phong mà đầy đủ hết luôn nha Đây Đây mình có hai phòng ngủ Thì đây là căn phòng ngủ thứ nhất nè anh chị Đó Chưa có bắt đèn ha, Nên hơi tối À, có cửa sổ đầy đủ hết nha. Thì đây là căn phòng ngủ thứ nhất nè. Rồi mình qua bên này thì mình có căn phòng ngủ thứ hai ở đây. Này anh chị xem. Vẫn chưa bắt đèn luôn ha. Đó, à, bắt đèn lên cho nó sáng. Đó anh chị nhìn xem nè, đấy, bắt đèn bên bản luôn em. Đó thì anh chị thấy nè, nhà mình sẽ có hai phòng ngủ nha đó mình đây là cái khu vực phòng khách của mình bên kia là phòng ngủ thứ nhất bên này là căn phòng ngủ thứ hai à, và đây là cái khu vực ở ngoài sau ngoài sau này thì quyền trang thấy khá là rộng luôn nè anh chị anh chị muốn xây thêm một phòng nữa vẫn được còn nếu không thì mình cứ để như vậy thì khu vực ở đây là khu vực um, nhà bếp rồi nè nhà vệ sinh bên này ha còn ở ngoài sau là mình đi ra là một vườn cây ăn trái của mình đó anh chị xem nè rồi bây giờ quyền trang sẽ dẫn anh chị mình đi tham quan cái khu vườn của mình ha đây còn quyền trang đi xuống tham quan vườn nha đó anh chị xem nhà của mình á bề ngang á là 10 bề ngang của mình á là 17 m6 thì em thấy là chủ xây nhà ở bên góc bên này nè bên này mình vẫn còn một cái khoảng vườn cây trái ha nếu mà anh chị muốn xây nhà thêm ở đây thì vẫn được bình thường thôi còn nếu không thì anh chị có thể để làm vườn đây anh chị nhìn xem cái vườn của mình nè đây vườn bên này thì quyền trang thấy là trồng dừa nè ha à, trồng mít nè trồng dừa nè đó nói chung là làm hai cái clip và một cái mương nè cái này là nhìn qua bên hàng hàng xóm của mình nè anh chị đó đó thì quyền trang thấy là căn này giá này là cũng khá là ok tại vì cái nhà của mình đó là nhà mặt tiền lậu nhựa nha nhà mặt tiền lậu nhựa thì nó sẽ mắc hơn đất lậu đanh rồi nha anh chị mà đường ô tô nữa đó anh chị xem đây ở mình ở vườn này thì em thấy là ok có cây ăn trái sẵn ở trơn rồi nè có dừa nè có bưởi nè có mít nè rồi hình như là tới chung quyền trang thấy cũng cũng có một vài loại cây ăn trái khác nữa đó anh chị đó thì anh chị nào mà thích mua nhà vườn để mà làm nghỉ dưỡng mà nhà vườn ở đường bự nè ở gần thành phố mỹ tho thì anh chị có thể về xem căn này ha ở đây mình có một cái con mương mương này thì mương dọc thì nếu như mà anh chị cô chú mà mình thích một cái view sông nước hữu tình hay gì đó thì anh chị có thể uh, uh, kêu cô bé mình mình đào lại cái mương này ha mình mình làm một cái mương ngang cho nó rộng và đẹp hơn anh chị xây thêm nhà thi tạ cũng đẹp ha anh chị đó đất của mình là trong đất thì không có mồ mã gì hết nha và quyền trang thấy hình như là bên hàng xóm cũng không luôn bên hàng xóm là cũng không màu mã luôn à mấy cái bưởi đồ nè anh chị trái rồi nè nhìn rất là ngon ha đấy tuyệt vời chưa anh chị rồi thì Quyền Trang xin nhắc lại nha Nhà của mình á là nằm ở xã Thạnh Phú Quyền Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Ở đây là giáp ranh với thành phố Mỹ Tho á. Thì ở đây á là bán theo mặt tiền lậu nhựa Diện tích là 1 000 m vuông. Bề ngang á là 17m6 Hậu của mình á là còn 16m6 nha Sẽ bị teo hậu nhẹ là 1m à, Chiều dài của mình là 61m nha Đất có hai mặt tiền một mặt tiền lộ nhựa, một mặt tiền lậu đan Thì chủ kêu hết căn này luôn là lúc trước kêu là 2 tỷ7 bây giờ là giảm giá xuống là còn 2 tỷ 650 nha anh chị nào quan tâm thì alo cho quyền trang để mà về xem căn nhà vườn này rất là tuyệt vời ha anh chị rồi thì để quyền trang mở coi đất của mình hướng gì nha à, đất của mình nó là sẽ nằm ở hướng Đông Bắc nha anh chị đất nằm ở hướng ủa đất này là hướng đông ha Đây đất của mình là hướng đông nha anh chị À, vị trí ở đây thì quỳ trang thấy là gần quốc lộ 1A thì từ ở đây mà anh chị đi ra quốc lộ 1A á, mình đi chỉ có khoảng tầm chừng một cây rưỡi thôi là mình sẽ tới quốc lộ 1A rồi và nhà cửa dân cư ở đây cũng khá là đông luôn thì đây là vị trí mà quỳ trang đang đứng nè anh chị đây trong này nó đỡ mờ hơn ha đó anh chị thấy nè nhà cửa dân cư trên đường này thì khá là đông và ở đây là cách giáp ra thành phố mỹ tho á, thì khoảng tầm chừng 2 cây cho đến 3 cây thôi tùy theo anh chị đi con đường nào còn mà vô trung tâm thành phố mỹ tho thì là trung bình là khoảng tầm chừng à... 7 cây đến 9 cây số nha Mình đi 7 cây là mình sẽ tới cái chỗ mà khu mà à, Bệnh viện 120, siêu thị Bixi, si, chợ đêm hay là trường chuyên, khu công nghiệp Trung An đâu đó anh chị Còn mà mình đi khoảng 9 cây á Thì mình sẽ vô tới là giếng nước lớn nè Chỗ trung tâm thương mại Vincom đâu à, còn ở đây mà về bến xe miền Tây thì trung bình là khoảng 62 cây số nha Thì anh chị nào quan tâm miếng này cứ alo cho Quyền Trang Quyền Trang sẽ dẫn anh chị cô chú mình đi xem đất nha Và nhà mình có giấy tờ sổ hồng sẵn ra công chứng liền được luôn nha anh chị rồi cảm ơn anh chị cô chú đã theo dõi video tới đây xin chào